ta sang bài tiếp theo nha bài 21.6 cho một cái hệ nhìn vẽ và khối lượng m1 là 0,3 kg m2 là bằng 1,2 kg dây và đồng rọc nhẹ quá nha chúng ta bỏ qua khối lượng đấy bỏ qua ma sát luôn và lấy g bằng 10m trên dây bình phương bàn đi lên à, nhanh dần đều với gia tốc là a0 bằng 5m trên dây bình phương hãy tính gia tốc của m1 và m2 đối với mặt đất đấy, tức là cả cái bàn này nó sẽ di chuyển lên phía trên đấy và cái hệ vật này hai cái vật m một và hai là đang nằm như hình vẽ đó thế thì bây giờ chúng ta sẽ um, xét từng vật một thôi một cái hệ vật thì chúng ta cứ xét từng vật một cho em rồi thế thì chúng ta sẽ chọn cái hệ quy chiếu gắn với bàn luôn không đầu tiên chúng ta sẽ chọn hệ quy chiếu này gắn với bàn Đấy. Rồi ta gọi A1 và A2 là gia tốc của bậc 1 và bậc 2 đối với 3. Được không? ta gọi A1 và A2. Là gia tốc của bậc 1 và bậc 2. đối với bạn. Đó. Rồi. Các lực tác dụng lên vật nè, bây giờ chúng ta sẽ xét cái vật 1. Xét vật 1 thì các lực tác dụng lên vật 1 sẽ gồm gì? Thì chúng ta có thì vẽ riêng cái vật 1 ra đây ha, để chúng ta xét cho nó dễ nè, vật 1. Thì thứ nhất là trọng lực P. Trọng lực P1. Đấy, phản lực N1, phản lực của cái mặt bàn. Đúng chưa? Rồi, lực kéo của sợi dây lực căng dây đó lực căng dây t đó và lực quán tính lực quán tính thì các em thấy cái hệ này nó đi lên thì cái lực quán tính nó sẽ hướng xuống đúng không đi lên nhanh dần đều mà giống như bài toán thang máy thôi các em thang máy mà đi lên nhanh dần đều thì lực quán tính nó sẽ hướng xuống đó như vậy chúng ta có p 1 có n 1 có t 1 và có f quán tính một luôn. Được chưa? Đấy. Thế thì các lực tác dụng lên vật. Thì chúng ta có P1 này, N1, T1 và F quán tính 1. Đó. Và định luật 2 Newton cho cái vật M1 gắn với hệ quy chiếu là cái bàn. Thì chúng ta có P1 cộng T1 cộng N1 cộng với F quán tính 1 thì sẽ bằng M1 nhân với A1. Đấy. Được chưa? Rồi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tính ra được. À ta sẽ xét cái vật M2. Đấy. Rồi. Mà em thấy nè. trước khi qua vật M2 thì em thấy nè. Cái vật M1 nó so với cái bàn này nó chỉ chuyển động theo phương ngang thôi đúng không so với vàng thì vật m 1 chỉ chuyển động so phương với phương ngang thôi cho nên ta mà chiếu lên phương ngang á chiếu lên phương ngang thì mấy cái lực mà theo phương thẳng đứng nó bằng không hết đấy thì chúng ta sẽ có là chỉ có một mình cái lực t 1 thôi như vậy t 1 sẽ bằng m 1 nhân với a một đó riêng là phương ngang chúng ta sẽ xét được cái đấy rồi đúng chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ xét cái M2 xét vật M2 đó xét vật M2 M2 thì chúng ta thấy là nó sẽ có tác dụng của những cái lực nào tác dụng này M2 thấy vật rồi nó treo lên cái cái sợi dây đó bắt qua cái đồng rộng đây thì đầu tiên chúng ta cũng có trọng lực P lực căng dây T đúng không lực căng dây T đấy và lực quán tính thì cái bàn mà đi đi lên thì cái ép quán tính nó cũng hướng xuống thôi các em. Đúng không? Bạn đi lên thì F quán tính vẫn là hướng xuống thôi. Đấy, như vậy nó chỉ có ba lực thôi. Chúng ta có ép quán tính. Như vậy vật M2 thì chúng ta có P2, có T2 và ép quán tính 2. Đấy. Các lực tác dụng lên M2 thì gồm có P2, T2 và ép quán tính 2. Đấy. 3 theo định luật 2 Newton thì chúng ta cũng có là gì đây P2 cộng T2 cộng với lại F quán tính 2 thì bằng M2 A2 Đấy. rồi bây giờ chúng ta sẽ chiếu nó lên cái phương thẳng đứng tại vì cả ba lực này đều nằm theo phương thẳng đứng mà đúng không đó và ta chọn cái uh, chiều dương hướng xuống ta chọn chiều dương hướng xuống nhé thì chúng ta sẽ có gì chúng ta sẽ có là P2 trừ cho T2 T2 hướng lên mà đúng không còn lực quán tính thì chúng ta sẽ chọn là hướng xuống nó đang hướng xuống thì cái chiều dương hướng xuống thì cái F quán tính cũng là dương luôn như vậy F Q2 thì bằng M2 A2 đấy rồi chúng ta có là cái xét um, trong hệ quy chiếu gắn với cái bàn đó, thì hai cái lực căng dây là giống nhau tại vì cái rồng rọc chúng ta bỏ qua khối lượng của rồng rọc thì hai lực căng dây bao giờ mà mà vắt qua rồng rọc nó cũng bằng nhau cả Cho nên T 2 với T 1 là bằng nhau chúng ta thay vào luôn còn cái ép quán tính thì chúng ta có nó sẽ bằng cái cái cái, cái gia tốc gia tốc quán tính đó thì nó sẽ bằng là a0 theo đề bài cho rồi, đúng không? Độ lớn của nó chính là bằng cái giá tốc của cái bàn người ta cho rồi. Đấy chúng ta có t1 này thì bằng t2 và a quán tính đấy về độ lớn đó, thì bằng a. Cho nên chỗ này chúng ta có thể thay vào. m p2 thì sẽ thay là bằng m2g trừ cho t1. T1 thì bằng m1a1. F2 thì sẽ bằng là m2 nhân với a0. Bên này là m2 nhân a2. Được chưa? đấy, cái này các em có thể ghi là có, tức là dựa vào các điều kiện chúng ta có cái gì đó, đấy, rồi được chưa? đó là cái mối liên hệ giữa a 1 và a hai, rồi mà ta thấy là gì? cái về độ lớn đó, thì do chúng ta đã bỏ do cái rồng rọc này là rồng rọc động cái dây thì không giảm cho nên là cái gia tốc về độ lớn á gia tốc của vật một so với vật hai của vật một so với vật hai so với cái bàn này là giống nhau đúng không đấy nó giống nhau vì cái dây không giảm mà đấy vì dây không giảm và chúng ta cũng bỏ qua hết cái khối lượng rồng rọc khối lượng dây vân vân, dây không giảm bỏ qua những cái này thì chúng ta nói thì càng kỹ mà không nói thì cũng không sao vì trong lý thuyết trong đề bài người ta đã nói rõ cái chỗ này rồi cho nên cái a 1 về độ lớn đó, nó sẽ bằng a 2 tức là gia tốc của vật một vật hai so với cái bàn là giống nhau đấy cho nên chỗ này chúng ta có thể cho hai cái a 1 và a hai này bằng nhau luôn đấy thế thì chúng ta sẽ suy ra được là a 1 bằng a hai bằng gì a 1 bằng hai thì các em chuyển vế qua bên này thì nó sẽ có là A1 đây ha, thì gọi là A1 để thừa số cho M2 cộng M1. Đấy, bên này chúng ta sẽ lấy M2 ra làm thừa số chung, thế còn là G cộng với A0. Vậy từ đây chúng ta sẽ tính được A1 chính là bằng A2 và bằng M2 thừa số cho G cộng A0 chia cho M1 cộng M2. Đấy, rồi chúng ta thay số vào luôn. Chúng ta thay số vào. Thì theo đề bài cho là cái khối lượng M1, M2 cho hết khối lượng M1, M2 được em. Thì chúng ta có M2 là bằng 1,2 kg. Gia tốc G chúng ta lấy bằng 10 luôn. Rồi cộng với lại cái gia tốc A0 là bằng 5 m trên dây. Chia cho M1 là bằng 0,3 cộng 1,2. Đấy. Rồi thì nó sẽ bằng là 12 m trên giày bình phương. Đấy. A1 bằng A2. 12 m trên giày bình phương. Rồi. Và người ta hỏi là gia tốc của hai vật này à, so với mặt đất nha. Đây là mình vừa tính là tính cái gia tốc của hai vật này so với nêm. Bây giờ sẽ tính so với mặt đất này. Đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tính gia tốc của vật 1 đây ha. Gia tốc của vật 1 so với mặt đất. So với mặt đất này. Thì các em thấy gia tốc của vật 1 á so với nem á là nó chuyển động theo phương ngang đúng không? Đấy, vật 1 so với nem này chuyển động theo phương ngang. Đây là A1 này Còn gia tốc của cái nem so với mặt đất thì lại là theo phương thẳng đứng a không hướng lên. Đấy. Thế thì gia tốc của vật 1 so với mặt đất tức là ta có a à thầy gọi là a1. Đặt nó là a1 phẩy đi. Đấy, thì nó sẽ bằng theo công thức cộng vector thôi các em. Nó sẽ bằng a1 tức là gia tốc của vật so với nem cộng với gia tốc của em so với mặt đất. Thì cộng thì chúng ta cộng theo quy tắc hình bình hành nó sẽ ra cái vector là cạnh huyền của cái tam giác này. Đó, đây chính là gia tốc a1 phẩy tức là gia tốc của vật so với mặt đất. Đấy. Thế thì về độ lớn á thì chúng ta sẽ tính theo Pitago tức là a1 bình phương cộng a0 bình phương. để các thay số vào thì chúng ta sẽ có là 12 bình phương cộng với 5 bình phương. Thì nó sẽ bằng là 13 m/s vuông. Đó còn chết một góc bao nhiêu chúng ta có thể tính ra cái góc alpha đây ví dụ như là, là chết một góc so với phương thẳng đứng nha. em có thể tính theo phương thẳng đứng chết về bên bên góc alpha thì chúng ta có thể dùng là gì dùng là tan alpha đúng không tan alpha thì bằng là a1 chia cho a0 đấy 12 phần 5 đấy vậy các em bấm mà shift tan của 12 phần 5 thì nó sẽ ra khoảng là 67 độ. 67,4 độ. Đó. Rồi đó là cái gia tốc a1. A2 các em tính tương tự như vậy. Gia tốc của vật 2 so với mặt đất. Đấy. Thì các em thấy gia tốc của vật 2 so với mặt đất thì sao? à, so với nem á thì vật hai nó đi xuống đúng không em so với nem thì vật hai đi xuống thì a hai nó đi xuống nhưng mà so với mặt đất thì nem lại đi lên à, so với cái cái, cái, cái bàn thầy xin lỗi không phải nem mà cái bàn đó như vậy a hai thì đi xuống còn a không thì đi lên ta làm tương tự như ở trên thôi đấy a hai phẩy sẽ bằng là a hai cộng với a không đó mà hai vector cùng phương ngược chiều thì các em suy ra được cái độ lớn của a hai phẩy sẽ bằng là A2 trừ A0 Được chưa? Tức là cái này nó lớn hơn thì không cần trị tuyệt đối nữa 12 trừ 5 thì bằng 7 m trên dây bình phương Đó, tức là nó sẽ hướng lên nha các em Mặc dù các em thấy nó ra số dương không? Ra số dương có nghĩa là nó đang vẫn đang hướng theo cái chiều của A0 Mặc dù cái vật M2 nó đang tụt xuống so với cái bàn Nhưng mà Nó so với mặt đất thì nó vẫn đang đi lên hiểu không chưa? ấy chúng ta đã tính ra được cái gia tốc của vật 1 này và vật 2 so với mặt đất